với người chơi cầu lông thì những cây vợt Yonex tốt nhất hàng nội địa Nhật là điều họ quan tâm hơn bao giờ hết bởi chúng đều là những siêu phẩm đến từ thương hiệu chuyên sản xuất vợt cầu lông số một thế giới Yonex để chơi được bộ môn cầu lông thì việc chọn cho mình một chiếc vợt cầu lông tốt phù hợp với người chơi là điều mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Ngay sau đây sẽ là top 20 cây vợt cầu lông Yonex hàng nội địa đang được săn đón trên thị trường, thương hiệu vợt cầu lông số 1 thế giới Yonex. Yonex là thương hiệu chuyên sản xuất vợt cầu lông số 1 thế giới đến từ Nhật Bản. Đây là thương hiệu tuyệt vời bạn không thể bỏ qua, bởi Yonex là nhà tài trợ nổi tiếng của các giải vô địch cầu lông Âu England, là một đối tác quan trọng trong liên đoàn cầu lông thế giới. Nó đảm bảo tuyệt đối vai trò vận hành giải vô địch cầu lông thế giới. Yonex chuyên sản xuất những cây vợt cầu lông đảm bảo sự ổn định về tốc độ cũng như hỗ trợ chiến thuật hoàn hảo. Sản phẩm được thiết kế đầu vuông uốn cong điểm va chạm. Những dòng vợt Yonex được nghiên cứu giúp quả cầu lông được giữ trên mặt vợt lâu hơn. Nhờ đó tăng khả năng điều cầu cho các lông thủ. Những cây vợt đứng đầu thế giới hầu hết đều được sản xuất bởi thương hiệu chứ danh này. Danh thủ huyền thoại Ly trong quay luôn yêu ái sử dụng dòng vợt Yonex Zora 10, Yonex voltric 7G4 từng được sử dụng bởi cầu thủ huyền thoại Linh Gian, dấu lớn dấu lớn nên mua vợt cầu lông nào dưới 2 triệu hàng nhật nội địa, vợt cầu lông Yonex có gì đặc biệt. Với mẫu mã đẹp cũng như chất lượng cực kỳ tốt của mình thì Yonex cực kỳ được ưa chuộng. Theo khảo thì có hơn 80% các tuyển thủ cầu lông thi đấu chuyên nghiệp đều sử dụng vợt Yonex. Ưu điểm lớn nhất của Yonex mà bạn quan tâm chính là nó rất bền và có tốc độ ổn định. Vợt của Yonex có thiết kế vừa mềm mỏng nhưng cũng rất mạnh mẽ và nam tính. Đầu vợt có thiết kế vuông và ở điểm va chạm thì uốn cong. Nhờ đó mà quả cầu lông sẽ giữ được lâu hơn trên mặt vợt. Đây là điều cần thiết vì người đánh có thể điều khiển hướng đi chính xác hơn, cách chọn một cây vợt tốt một. Khối lượng của vợt, khối lượng của vợt được ký hiệu bằng U, đây là thông số dùng để đo độ nặng nhẹ của vợt. Trên tem dán khắc laser ở phần cán tiếp giáp với thân vợt, các nhà sản xuất hay in hẳn các ký hiệu U lên vợt, số U trên cán càng lớn thì vợt càng nhẹ và ngược lại. Tương ứng mỗi U như sau, 2U từ 90g đến 94g, 3U từ 85g đến 89g, 4U từ 80g đến 84g, 5U dưới 80g, 2. Chu vi của vợt, chu vi của vợt được ký hiệu là G ngay bên cạnh ký hiệu U, số G càng lớn thì cán vợt càng nhỏ. Thông thường người chơi sẽ lựa chọn d4 và d5 để xoay chuyển vợt một cách nhanh chóng trong trường hợp khi bị tấn công ba. Chiều dài vợt phụ thuộc vào từng thể trạng người chơi mới bắt đầu. Người chơi lâu năm sẽ có cách lựa chọn chiều dài vợt khác nhau. Nhưng quy chung là chiều dài của vợt đạt chuẩn là 665 mm đến 680 mm4. Độ dẻo của vợt đối với những người mới chơi thì nên chọn những loại vợt dẻo để dễ điều khiển, giúp bạn tiết kiệm sức nặng về phòng thủ với những người đã đánh tốt thì cần chọn những loại vật nặng để có thể cầm nắm và đẩy lực khiến đối phương khó có thể định hướng được. Rất dẻo, cho những pha đánh cầu lát léo, khó điều khiển, đối phương khó đoán hướng, dẻo, đánh cầu nhẹ, khéo, thích hợp với lối chơi phòng thủ cần tiết kiệm sức và lực trung bình, loại này dành riêng cho người chơi nghiệp dư giỏi, có lối chơi công thủ cứng, giúp bạn đánh cầu mạnh, phù hợp cho người trẻ, có sức mạnh, rất cứng, mang đến cú đập cực mạnh. Chuẩn xác, thường được các vận động viên chuyên nghiệp lựa chọn, năm. Mức độ trợ lực, có 5 mức độ trợ lực cụ thể như sau, không trợ lực, cán vật làm từ thép, không trợ lực, trợ lực ít, cán bằng graphite thường, có trợ lực, cán bằng graphite module cao, trợ lực cao, cán bằng graphite module cao pha titan hoặc carbon dạng sóng, cấu trúc nano, trợ lực cao nhất. Cán bằng graphite module cao có titan, cấu trúc nano nhóm, khung vật rộng bản có muscle, người mới bắt đầu chơi nên chọn loại vật có điểm cân bằng thấp kết hợp trọng lượng nhẹ vừa phải, phù hợp với bản thân. Tuy không cho phép sử dụng nhiều lực hơn trong mỗi cú đánh nhưng những cây vợt này lại rất dễ để kiểm soát vì người mới chơi hay thiếu kinh nghiệm và sức ở tay yếu. 6. Độ căng của mặt vợt, độ căng là yếu tố quan trọng cơ bản khi lựa chọn vợt với những người mới chơi thì nên những loại mặt vợt có mức căng trung bình, không quá căng, dao động ở khoảng ở khoảng 20 đến 22 cân anh. 7. Thương hiệu, hiện nay trên thị trường, thương hiệu bán vợt chơi cầu lông được đánh giá tốt phải kể đến Yonex, Victor, Lining, Apex đây là những hãng vợt lớn nhất chất lượng đảm bảo kiểu dáng bắt mắt và độ bền lâu đời Tùy thuộc vào tài chính mà bạn nên lựa chọn những thương hiệu phù hợp. Top 20 cây vợt cầu lông Yonex hàng nội địa đang được săn đón trên thị trường, mã SPVF1002714958, mã SPF1002071273, mã SPO1002939780, mã SPK1001561731, mã SPD524107140, mã SPS1003352600, mã SPR508979545, mã SP

Nes nội địa chuẩn hàng Nhật ở đâu? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order vượt cầu lông nội địa chuẩn Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Với 10 năm kinh nghiệm order hàng rẻ nhất nhì trên thị trường hiện nay. Phương châm làm việc hạnh phúc của bạn là thành công của chúng tôi, bạn có thể yên tâm khi đặt và mua hàng.